Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo, bài tập về các phản ứng trong dung dịch. Cái phần bài tập về các phản ứng dung dịch là một nội dung rất quan trọng trong đề thi của chúng ta, kiểu gì nó cũng có, đúng không? Có thể ở mức độ cơ bản hoặc là có thể vận dụng cao gì đó. Tuy nhiên là cho dù thế nào thì các bạn cũng đều phải nắm vững nhất thầy các cái bài toán thành phần đơn giản. Đó là bài toán H cộng với OH trừ và pH dung dịch, bài toán H cộng với CO32 trừ, bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm OH trừ, và bài toán của OH trừ với Al3 cộng. Đó là những bài toán thành phần. Từ cái bài toán thành phần đó, người ta có thể triển khai nó dưới dạng là cơ bản, nếu như nó là những cái bài toán đơn lẻ của từng dạng đấy thôi, hoặc có thể kết hợp lại với nhau thành những bài tập ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Đối với bài tập này thì nghĩ là có thể xếp nó vào nhóm vận dụng được. Vận dụng cao thì hơi quá, nhưng vận dụng nó có thể chấp nhận được. Người ta nói là sục 6,16 lít CO2 được giữ chuẩn vào 1 lít dung dịch NaOH có nồng độ X mol trên lít và Na2CO3 nồng độ Y mol trên lít thì được dung dịch X cho từ từ 200 ml dịch HCl1M và H2S4O7-3M vào dịch X thì được 2,688 lít CO2 thoát ra được giữ chuẩn và dung dịch Y. Khi cho B lần dư vào Y thì được 59,29 gam kết tủa. Hỏi tỷ lệ X trên Y thì gần nhất với giá trị nào? Đó. Ở bài tập này thì nó là một sự ghép nối của nhiều bài toán thành phần vào rồi và có cả những biến đổi nhất định rồi, cho nên có thể xếp nó vào nhóm vận dụng, thậm chí là thể một phần nào đó tiệm cận vận dụng cao nhé. Nó tầm ở khoảng 9 điểm của đề thi rồi. Chúng ta có mol của CO2, nó cho ở đây là 0,275. Những phép tính đơn giản thì ta không đề cập tới nhiều nhé, mà các bạn thế mà dùng thôi. CO2 thoát ra ở đây thì lại là 0,12. Rồi mình có thể tóm tắt lại quá trình phản ứng là như này. Ban đầu bạn có NaOH X mol trên lít thì đồng thời đây cũng sẽ là X mol luôn, bởi vì chúng ta có 1 lít rồi. Na2CO3 bạn có Y mol. Dạ, bạn cho tác dụng với 0,275 mol CO2. Thì đây là một kiểu biến đổi rồi. Bình thường là chúng ta có bài toán cho từ từ CO2 vào dung dịch kiềm, nhưng bây giờ nó lại là cho từ từ CO2 vào dung dịch chứa kiềm và muối carbonat trung hòa. Thì cái này ở trong PenM nhá, chúng ta có một cái bài giảng riêng về bài toán cho từ từ CO2 vào dung dịch kiềm, thì trong đó thầy đã trình bày cho các bạn rất đầy đủ cả bài toán xuôi, cả bài toán ngược, cả đồ thị và cả cái biến đổi này rồi, trong trường hợp mà nó không chỉ có kiềm. Thế thì tại sao mà người ta bây giờ thi đại học, thi trung học quốc gia nó thích cái kiểu biến đổi này? Bởi vì nếu đưa ra bài toán CO2 vào dung dịch kiềm thì các bạn rất dễ dàng sử dụng công thức tính nhanh mol của CO3 trừ bằng mol OH trừ trừ đi CO2. Nhưng nếu mà chuyển nó thành là kiềm và carbonat trung hòa này thì chúng ta không dùng công thức được nữa nhé. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ phải làm thật. Thế thì nếu bạn đã học cái cách xử lý bài toán này ở trong PenM rồi thì ta dễ dàng xác định được hai cái chất tan ở trong dịch X này là NaHCO3 và Na2CO3. Tất nhiên là đừng lo lắng quá, bởi vì có thể có những bạn mà học PenY này từ giai đoạn chúng ta chưa có PenM cũng không sao cả nhé. Nó cũng xuất phát từ những kiến thức mà chúng ta cũng đã học ở trong PenC thôi, đúng không? Chúng ta học trong phần về kim loại kiềm thổ, học cả rồi. Mà những bạn nào mà học từ lớp 11 rồi thì thậm chí lớp 11 thầy cũng đã trình bày về cái bài toán này rồi, học online với thầy từ lớp 10, 11. Rồi, bây giờ chúng ta lấy cái dung dịch X này, chúng ta sẽ tác dụng với cả một cái dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2S4 với số mol đây nó tương ứng là 0,2 mol và 0,06 mol. Đúng không ạ? Thì ta thu được gì? Thứ nhất là ta thu được phần CO2 0,12. Và ta được phần dung dịch Y. Trong dung dịch Y này có những cái gì? Thì ta thấy này, dung dịch Y này có Na cộng. Ok, không quan trọng lắm đúng không? Mình không quan tâm. Có Cl trừ mình cũng không quan tâm, vì nó cũng không liên quan đến việc tạo kết tủa cả. Chắc chắn là có S42 trừ này này, có 0,06 mol, nó không đi đâu được. Tiếp, đối với bài toán mà cho từ từ H cộng vào dung dịch chứa CO32 trừ và HCO3 trừ này, chúng ta cũng có một cái bài giảng riêng về nó ở trong PenM. Nhưng nhớ là PenC chúng ta cũng đã học rồi, và lớp 11 chúng ta cũng đã học rồi ạ, trong cái chương dung dịch sự điện ly lớp 11. Những bạn nào học khóa ôn luyện lớp 11 thì thầy đã dạy, cũng không khác PenM là mấy đâu ạ. Thì khi cho từ từ H cộng vào đây
đúng không? Mà đã giải phóng ra CO2 rồi thì trong dung dịch sẽ chỉ còn gì? Chỉ còn H2O3- thôi. Dạ, chỉ còn H2O3- thôi. Rồi và cuối cùng chúng ta thêm BaOH 2 lần dư vào. Thì kết tủa của chúng ta thu được 59,29 gam kia sẽ gồm có BaS4 và BaCO3. Dạ, rồi thì đấy là toàn bộ quá trình phản ứng nó xảy ra. Các em lưu ý là đối với bài tập những bài tập vô cơ của chúng ta mà ở mức độ vận dụng hoặc vận dụng cao thì nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là bạn phải sơ đồ hóa được cái quá trình biến đổi của bài toán nhá. Bởi vì những bài toán mà đề bài cho các cái phản ứng xảy ra nối tiếp nhau này chỉ có tóm tắt, chỉ có sơ đồ hóa được bài toán thì chúng ta mới nhìn ra được cái mối liên hệ về số mol của các chất ở trên đó và cái việc giải chúng ta mới thuận lợi được. Chúng ta sẽ tính, chúng ta sẽ làm trực tiếp ngay trên cái sơ đồ này, được chưa? Trong quá trình thầy chữa có thể các bạn đã cảm thấy là thầy chữa hơi bị lâu này, hơi bị dài này, vân vân, nhưng đó chỉ là cảm giác thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là thầy đang phải giải thích cho các bạn, không phải ai cũng có thể tự làm được bài này, không phải ai nói một cái là cũng có thể hiểu ngay được, cho nên là thầy phải trình bày, thầy phải diễn giải, nhưng chúng ta có cảm giác dài như vậy thôi. Còn khi đi thi, nếu như em đã thực sự thành thạo rồi thì em có thể làm được rất là nhanh, nhanh hơn nhiều so với những gì mà thầy nói. Có thể bạn viết ra những thứ tương tự như của thầy nhưng bạn sẽ viết và không cần phải nói gì cả, nó sẽ nhanh hơn nhiều. Ok nào, bây giờ chúng ta sẽ xem là sau khi tóm tắt như vậy rồi thì mình sẽ làm gì, đúng không? Bây giờ câu hỏi là làm gì với nó. Thì bạn thấy như thế này, chúng ta có những thông tin gì có thể khai thác được? Khá là rối, đúng không? À, chúng ta thấy ngay này, S42 trừ đây mà là 0,06 thì cái BaS4 này sẽ có 0,06 mol. Có cái 0,06 mol đấy rồi thì có tìm được cái BaCO3 này được không ạ? Hoàn toàn có thể tìm được, đúng không? Thầy sẽ tính nhẹ nhẹ ra đây nhé, sau đó chúng ta sẽ điền kết quả vào đây. Bạn có mol của BaCO3 kết tủa này thì nó sẽ bằng, nó có 59,29 gram là tổng khối lượng kết tủa, đúng chưa? Bạn trừ đi 0,06 mol của BaS4, cái này nhân 233 rồi thì bạn ra được khối lượng, trừ ấy thì mới ra được khối lượng thôi, khối lượng của BaCO3 kết tủa. Bây giờ chúng ta chia tiếp cho 197 thì được mol của BaCO3 kết tủa sẽ là 0,23 mol. Đó, ta thế nó vào đây. Không phải 23 mol. Rồi, như vậy thì chúng ta đã biết được cái C, cái carbon cuối cùng nó nằm đâu rồi. Carbon cuối cùng nằm trong kết tủa này, nằm trong CO2 này. Đó. Cái CO3 này này, BaCO3 này này, cái carbon của nó thì lại lấy từ HCO3- này mà ra. Cho nên thằng này sẽ là 0,23. Được không? Bởi vì dung dịch ba lần dư tác dụng là tác dụng với dung dịch Y này. Cho nên cái carbon ở đây, ở trong BaCO3 cái tủa này, chính là lấy carbon từ HCO3- này. Được chưa? Carbon HCO3- này cộng với carbon ở trong CO2 này thì là tổng carbon chúng ta có. Và tổng đó có được là từ hai thằng này. Hai thằng này thì lại có được nhờ carbon ở đây và carbon ở đây. Ok ạ, và như vậy chúng ta có thể tìm được gì rồi? Có thể tìm được Y rồi, đúng không? Bảo toàn carbon. Ta có này, carbon trước khi các phản ứng xảy ra là ở Y và 0,275 sẽ bằng carbon chúng ta thu được, đây là 0,12 và 0,23. Được chưa? Tôi có cảm giác là vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Chúng ta sẽ có là 0,12 với 0,23 là 0,35 trừ 0,275 thì bằng 0,075. Đó là Y. Nhá, như vậy là Y chúng ta tìm được rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm nốt X thôi là ta sẽ có tỷ lệ. Để tìm X, X thì nó có chứa gì nhỉ? Có chứa NaOH. Nó có chứa natri này. À, nó là NaOH mà. Nó chứa natri, nó chứa OH trừ. Vậy thì mình sẽ làm gì với nó? Rõ ràng đây có cái mol H cộng này chúng ta chưa dùng hết. Đúng chưa? Nên có lẽ là chúng ta có thể dùng mol của H cộng. Thực ra đến đây là có nhiều cách làm rồi. Thế nghĩ là có rất nhiều cách làm rồi. À, nhưng chúng ta có thể làm theo mấy cách như thế này ạ. Thầy giới thiệu cho bạn. À, cách thứ nhất
ta có thể bảo toàn natri được không nhỉ? Carbon là chúng ta có rồi đấy. CO3 2 trừ HCO3 trừ đây là có thể tính được nhé. Ok, thì có một cách truyền thống ta sẽ làm như này. Chúng ta tìm được cái Na2CO3 ở đây này. Bằng cách là chúng ta dùng một cái công thức ở trong bài toán mà người ta cho từ từ H cộng vào dung dịch chứa CO3 2 trừ và HCO3 trừ, thì ta có một công thức đó là mol của CO2 bằng mol H cộng trừ đi CO3 2 trừ. Có nghĩa là CO2 chúng ta thoát ra là 0,12 sẽ bằng H cộng đây bạn thấy là 0,12 này, 0,2 nữa là 0,32 trừ đi mol của Na2CO3. Đúng ạ, thì bạn sẽ có mol của Na2CO3 ở đây. Ở đây là chúng ta đã dùng công thức nhá. Và cái công thức này thì trong các bài giảng nói về cái bài toán H cộng chứa cho vào dung dịch chứa CO3 2 trừ và HCO3 trừ thì đều cho cả. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ được mol của Na2CO3 dễ dàng nhầm được đúng không? 0,32 trừ 0,12 là 0,2. Chúng ta có thằng này là 0,2 mol này. Từ đây có thể tìm được nốt thằng NaHCO3 này không? Bằng cách là bảo toàn carbon. Đúng không? Tổng carbon các bạn có đây. Y bây giờ biết là 0,075 rồi. Cộng thêm với 0,275 nữa là 0,35. 0,35 mày trừ 0,2 thì thằng này là 0,15. Vậy đến đây bạn sẽ tìm được natri bằng cách là bảo toàn carbon. À, bảo toàn natri, xin lỗi. Toàn natri ta có này, x chưa biết. Cộng cái thằng này nó có 2 nhân 0,075. Dạ, thì sẽ bằng đây là 0,15 cộng với 0,2 nhân 2. Như vậy chúng ta sẽ có 4 với này là 0,55. 0,55 trừ đi 0,15 là 0,4 ạ. X bằng 0,4. Đó, cách làm này thì thầy nghĩ là nó quen thuộc và nó tận dụng được một cái công thức mà chúng ta đã được học và sẽ còn được học. Yeah, còn được nhắc lại, để phân tích lại. Công thức này sẽ trở nên rất là quen thuộc đấy ạ. Chúng ta dùng trong bài tập về đồ thị, bài tập về phản ứng dịch rất nhiều. Nhưng mà ngoài ra thì ta còn một lựa chọn thứ hai như thế này. Như thầy nói là cái mấu chốt đây là sẽ phải dùng đến H cộng, bởi vì chúng ta chưa sử dụng H cộng việc gì cả. Cách này là chúng ta đưa cái H cộng đó vào trong công thức. Đúng chưa? Còn ta có cách thứ hai nữa là sử dụng, có thể hiểu là bảo toàn H cộng. Ta có thể hiểu là chúng ta bảo toàn H cộng như thế này ạ. Đây là H cộng ban đầu nằm ở đâu? Nó nằm trong cái CO2 này. CO2 này thực ra nó chính là gì? Nó chính là H2CO3. Chẳng qua là cái axit này nó kém bền nên nó phải viết dưới dạng là CO2 thôi, đúng không? Ta hiểu là đây chúng ta có H2CO3, như vậy chúng ta sẽ có 2H cộng ở trong đó. 2H cộng trong đó. Thêm H cộng được bổ sung vào của hai cái thằng này. Hai thằng này chúng ta vừa viết rồi là có HCl. 2S4 thì có 2H cộng. Tổng của chúng nó là 0,32 đúng không? Tổng H cộng là 0,32. Được chưa? Thì đó là những H cộng mà chúng ta cho vào. Khi H cộng cho vào đấy thì nó đi đâu? Và nó phản ứng với những cái gì? Thì bạn thấy là H cộng đó sau đó nó sẽ bị trung hòa với NaOH. Bị trung hòa với NaOH. Nó phản ứng với carbonat và hydrocarbonat để sinh ra CO2. Để giải phóng được CO2 này ấy, thì cần có 2H cộng tác dụng với cả Na2CO3, hoặc chúng ta thì hiểu rằng thằng này cũng chính là H2CO3 này. Đúng không? Nó sẽ chứa 2H cộng sau phản ứng. Nó chứa 2H cộng. Cái thằng HCO3 trừ này nó có 1H cộng nữa. Đúng không? Thì đấy là con đường đi H cộng của chúng ta. Nhắc lại nhé. H cộng ban đầu nó có ở trong H2CO3 2H cộng, có trong HCl 1H cộng, có trong H2S4 cũng 2H cộng. Khi phản ứng thì nó sẽ bị trung hòa bởi NaOH, đúng không ạ? Và sau đó đi vào nước. Ngoài ra thì nó còn sau phản ứng dưới dạng H2CO3 bị phát ra đây này, 0,12 và HCO3 trừ ở đây,
nhá. Thế thì gom lại chúng ta thấy là thay số vào ta có nhá, CO2 này là 2 lần của 0,275 này. Chỗ HCl này thì nó có HCl là 0,2. 2S4 có 2 lần của 0,06. NaOH chính là X chúng ta cần tìm. CO2 thoát ra kia có 0,12 và HCl3 trừ có 0,23. Chúng ta thực kiểm chứng lại xem X của chúng ta có đúng bằng 0,40 nhé. 0,275 nhân 2 này cộng 0,2 này cộng với 0,12 này trừ đi 0,24 trừ tiếp 0,23. Rồi, đúng bằng 0,4 ạ. Và tóm lại là dù bạn tính theo cách 1 hay cách 2 thì bạn đều sẽ ra được X bằng 0,4. Mỗi cách thì nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau riêng, đúng không? Tùy vào cái mức độ hình dung của các bạn. Thế tóm lại là mình có X rồi, có Y rồi, đúng không ạ? Thì mình sẽ có được tỷ lệ X trên Y. X đâu nhỉ? X đây, à, Y trên này, X ở dưới thôi. X trên Y của chúng ta sẽ bằng 0,4 chia cho 0,075. Chưa? Đấy là 4 phần 3 lại 0,4 chia 0,075 thì nó ra được 5,3333. Tức 5/1/3 đúng không? Thế thì cái giá trị mà gần nhất với nó sẽ là 5,1. Đáp án B. Dạ, đấy thì đây là một bài toán mà rất điển hình cho bài tập về phản ứng trong dung dịch. Chúng ta tiếp tục với bài tập tiếp theo, bài tập mà liên quan đến biện luận cấu tạo của hợp chất hữu cơ chứa nitơ. Chúng ta thấy rằng là trong đề thi những năm gần đây, đề thi trong quốc gia thì nó rất hay có cái kiểu câu hỏi này. Nó thường là sẽ biện luận cấu tạo muối amoni của amin hữu cơ, có thể là biện luận cấu tạo liên quan đến peptide, có thể biện luận cấu tạo liên quan đến este của amino acid vân vân, hoặc là của hỗn hợp của các chất như thế. Thế thì bây giờ ở trong bài tập này người ta cho chúng ta một hỗn hợp E gồm có 0,2 mol chất hữu cơ X mạch hở, công thức là C6H13O4N và 0,3 mol este Y hai chức, công thức là C4H6O4. Tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ đun nóng. Sau phản ứng của cạn dịch thì được hỗn hợp Z gồm 2 anco đơn chức đồng đẳng kế tiếp và agam hỗn hợp 3 muối khan đều cùng số carbon, trong đó có một muối của amino acid. Hỏi giá trị của A thì gần nhất với giá trị nào. Đó, thế thì cái bài này thực ra nó không quá dài về mặt giải toán, cũng không quá phức tạp mà giải toán, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải biện luận được cấu tạo của hai chất này. Đó, ở đây thì thầy nghĩ rằng cái chất Y khá là dễ nhận ra. Y chúng ta là C4H6O4 là este hai chức. Bạn biết là trong biện luận cấu tạo thì bao giờ K độ bất động hòa, tổng số vòng số liên kết pi cũng là một giá trị rất là quan trọng. Chúng ta so sánh với ancan có cùng hydro là C2H6 thì chênh lệch đây có 2 carbon. Như vậy K này bằng 2. Vậy nó là este hai chức. Hai nhóm CO rồi, no mạch hở. No mạch hở, đúng không ạ? Và với 4 carbon thì nó chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi. Đó là dimethyl oxalate. Đây là Y. Đó, như vậy X của chúng ta là chất như thế nào? X là C6H13O4N. Thì bây giờ bạn sẽ có những thông tin như này này. Bây giờ cho cái hỗn hợp X và Y này tác dụng với NaOH vừa đủ sinh ra được 3 muối. 3 muối. Nó ra 3 muối chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là thằng này vốn chỉ sinh ra được một muối là dinatri oxalat thôi, thì cái thằng này nó phải sinh ra 2 muối. Nó sinh ra 2 muối mà nó có 4 oxy như thế này chứng tỏ nó có 2 nhóm CO. 2 nhóm CO tức là có K bằng 2. K theo cấu tạo thì phải bằng 2. Thì mới sinh ra 3 muối được. Đúng không ạ? Tức là có 2 nhóm CO mà. Thế nhưng mà theo công thức phân tử này thì nó là CN H2N cộng 1 ON, đúng không ạ? O4N. Thì K theo công thức phân tử của nó chỉ bằng 1 thôi. Ở trong PenC khi mà hướng dẫn các bạn về cách biện luận công thức cấu tạo của muối amoni thì thầy đã phân tích cho các bạn cái nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa K tính theo công thức phân tử và K tính theo công thức cấu tạo rồi.
nhá. Trong cái bài giảng về một số dạng bài tập đặc trưng về amin và amino acid ấy, thì thầy có phân tích cái kiểu bài này rồi. Và với sự chênh lệch này cho thấy rằng là nó có một nhóm muối amoni. Có một nhóm muối amoni trong phân tử. Mà đề bài lại nói là gì? Trong số 3 muối đó thì có một muối của amino acid, chứng tỏ là cái nhóm NH2 này là của amino acid. Dạ. Tiếp theo nữa này. Cái thằng này đi methyl oxalate này, khi mà xà phòng hóa chúng ta thu được ancol là CH3OH, thì chứng tỏ là cái thằng X này phải giải phóng được cái ancol đồng đẳng kế tiếp của nó. Đúng không ạ? Ancol đồng đẳng kế tiếp của nó là C2H5OH. C2 ngắt ra rồi thì từ C6 này chỉ còn 4 carbon, mà 3 muối của chúng ta đây đều có cùng số carbon, cùng là 2 carbon. Như vậy thì 2 muối còn lại đều có 2 carbon. Chúng ta ghép nối tất cả thông tin đấy vào, ta sẽ đoán là như này này. X của chúng ta sẽ là, nó sẽ có phải có cái phần là COO C2H5. Để làm gì? Để giải phóng ra được cái ancol methylic. Phần trước đó của nó sẽ như thế nào? Thì bạn thấy là muối của chúng ta có 2 carbon đúng không ạ? Thêm nó 1 carbon nữa. H3N cộng. Đó, đây là muối của amino acid. Amino acid có 2 carbon này là glycine mà. Thế còn trước đó ta có một cái acid có 2 carbon nữa, CH3COO trừ. Gắn vào, bạn đếm lại xem nhé. C của chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6. H có 3, 3 là 6, 6 với 3 là 6 với 2 là 8, 8 với 5 là 13. NO4, chuẩn rồi đúng không ạ? Rồi, như vậy mình đã biện luận được X rồi và Y rồi. Đây là Y, đây là X. Như vậy, cái chất rắn sau phản ứng của chúng ta hay là hỗn hợp 3 muối chúng ta ấy, thì sẽ gồm, hỗn hợp 3 muối chúng ta sẽ gồm này. Thằng X nó có 0,2 mol, tức là thằng này này, 0,2 mol. Thằng Y tức là thằng này có 0,3 mol. Đúng chưa? Như vậy 0,2 mol này của chúng ta sẽ gồm có 0,2 mol CH3COONa. Có 0,2 mol của H2N CH2COONa. Được chưa? Và cuối cùng mối thứ ba chính là 0,3 mol của dinatriosalate NaOOC COONa. Rồi, và từ đó chúng ta sẽ tìm được A. Ta lấy M lớn nhân với mol thôi. Thằng này thì là 82 nhân 0,2 này. Thằng này là 75 cộng với 22 là 97. Cũng nhân 0,2. Cộng với cái thằng này, dinatriosalate 44 cộng với 90 là 134 nhân 0,3. Đó, bạn bấm máy tính thì bạn sẽ ra được kết quả của chúng ta là 76 gram. Như vậy nếu nó là gần nhất thì nó sẽ gần nhất với 75. Đáp án là A. Chúng ta chuyển sang bài toán tiếp theo, cũng là một dạng toán rất điển hình ở trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đó là bài toán liên quan đến sắt đồng hoặc hợp chất của chúng nó tác dụng với dung dịch chứa H cộng và NO3 trừ và các cái biến thể có liên quan. Ở đây người ta cho 4,68 gram hydroxy X cùng có đồng và F34 tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 0,1 m, đã lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng rồi, thì thu được dung dịch Y và một phần chất rắn không tan. Sau đó lại thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào bình phản ứng thì thu được kết tủa Z. Biết là sản phẩm khử của nitơ dương 5 thì là khí NO và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỏi khối lượng kết tủa Z là bao nhiêu? Rồi, cũng giống như các bài tập vô cơ mà có vẻ phức tạp khác, thì ở trong bài tập này các cái phản ứng nó xảy ra nối tiếp nhau, chúng ta nên sơ đồ hóa lại nhé. Thì ban đầu chúng ta có một cái hỗn hợp X 4,68 gam gồm có Cu và F34. Ta nên sơ đồ hóa lại thì mối liên hệ nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng và dễ nhìn. Acid HCl ta có 0,05 mol
Bạn thấy là ở đây nó đã dư 25% so với lượng cần phản ứng rồi. Có nghĩa là chúng ta nhìn đây, ta thấy ngay là dư 25%, có nghĩa là phản ứng có 0,04 thôi. Đúng chưa? 25% 1/4 mà. Và dư là 0,01. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta thấy là dư rồi mà vẫn có phần chất rắn không tan, thì chất rắn không tan ở đây là gì? Là đồng. Là đồng. Nó không tan được. Đúng chưa? Còn phần dung dịch Y nó sẽ có gì? Thứ nhất là bạn thấy là HCl khi tác dụng với bọn này, nó sẽ tác dụng với F3O4 này sinh ra FeCl3, FeCl2 và nước. Sau đó cái FeCl3 lại hòa tan được đồng thành CuCl2 và FeCl2. Như vậy nói tóm lại là trong dịch này sẽ có CuCl2, FeCl2 và HCl dư. Được chưa? Nhưng mà tất cả cái bọn này thì đều nằm trong cùng một cái gọi là bình. Cái đoạn này cũng rất là quan trọng nhé. Bình của chúng ta thì chứa cả cái bình phản ứng ấy. Bình phản ứng này nó sẽ chứa cả dung dịch Y và cả kết tủa đồng, chứ không phải là chỉ có mỗi dung dịch Y không. Ở đây rất nhiều bạn hiểu sai là chúng ta thêm AgNO3 dư vào cái dung dịch Y thôi, thì như thế là không đúng. Ở đây chúng ta thêm vào cả cái bình này, và chính vì thế cho nên là AgNO3 đây nó sẽ tác dụng với cả đồng nữa, chứ không phải chỉ gồm có hai chất tan này đâu. Được chưa? Và thằng này thì dư rồi, thì sinh ra kết tủa thì cũng rất là đơn giản thôi, giống như mọi khi chúng ta hiểu là kết tủa đây sẽ gồm có bạc và bạc clorua. Rất nhiều bài tập kiểu này đã có rồi. Nhiệm vụ chúng ta là bây giờ phải đi tìm xem là cái khối lượng kết tủa này nó là bao nhiêu. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tính như sau ạ. Trước tiên này, bạn thấy là F3O4 bị hòa tan bởi HCl sinh ra sắt 2 và sắt 3, sau đó cái sắt 3 lại hòa tan đồng tiếp trở lại thành sắt 2 và đồng 2, thì chúng ta có thể viết gộp cái phản ứng nó lại. Viết gộp nó lại như thế này. Sản phẩm cuối cùng sẽ chỉ có CuCl2, FeCl2 và nước thôi. Căn cứ vào tỷ lệ phản ứng thì nó sẽ là 4 oxy này đúng không? Cần 4 nước đây. 3 sắt trận này. 8 HCl. Do mol HCl phản ứng chỉ là 0,04. Đúng chưa? Cho nên bạn sẽ có được mol FeCl3 đây, chúng ta chỉ liệt kê những cái gì mình cần thôi nhé, là 0,015. Đồng ở đây là 0,005. Và F3O4 đây cũng là 0,005. Như vậy chúng ta sẽ tính được tổng khối lượng của cái phần mà bị tan ra này. Đúng chưa? Tổng phần tan ra này là 0,005 nhân với 232 cộng đồng nữa là 64, thì nó bằng 1,48. Trong khi tổng khối lượng hỗn hợp ban đầu là 4,68. Như vậy ta tính được khối lượng đồng dư là 3,2 gram. 3,2 gram này chia 64 thì dễ thấy đó là 0,05 mol. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có cái thông số có thể điền được vào trên cái sơ đồ này. Chỗ này nó sẽ có 0,05 mol đồng dư. Fe2 cộng chúng ta có 0,015 mol. Và HCl dư ta có 0,1. Nhưng thông tin là quan trọng bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là cái phản ứng của chúng ta với AgNO3 dư thì nó tạo ra cái này đồng thời ấy. Đồng thời đồng của chúng ta thì sẽ trở thành đồng 2 cộng. Sắt của chúng ta sẽ trở thành sắt 3. Tức là ở đây sẽ xảy ra quá trình oxy hóa khử rồi. Đúng chưa? Với quá trình oxy hóa khử đấy thì biểu diễn như nào? Thứ nhất là cái AgCl này thì bạn hiểu ngay rằng là gì? Toàn bộ clo có ở trong các mối clorua và HCl dư. Và thực chất đó chính là gì? Clo ở trong cái HCl ban đầu này bị kết tủa hết ở đó. Có nghĩa là thằng này nó là 0,05 mol rồi. Cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là chúng ta đi tìm cái thằng Ag này. Đúng không? Muốn tìm Ag thì làm thế nào? Thì bạn thấy này, khi mình thêm AgNO3 dư đó, thì cái phản ứng oxy hóa khử xảy ra đầu tiên ấy không phải là phản ứng của Ag cộng nhận E thành Ag đâu, mà phải là gì? H cộng nhận E, đúng không? Để biến NO3 trừ
thành NO và nước. Vậy thì với cái H cộng này H cộng dư nhé, H cộng dư ở trong cái HCl này là 0,1 mol. Thì cái mol E mà bạn có ở đây, xin lỗi, có phải 0,1 không nhỉ? 0,01 đúng không ạ? 0,01 thì mới đúng ạ. 0,01 thôi. Thì cái mol E mà nó nhận ở đây chỉ là 0,0075. 0,0075 mol, được chưa ạ? Vậy thì nếu chúng ta bảo toàn E, ta thấy như này. Trong cái quá trình oxy hóa biến đồng từ 0 lên thành dương 2 ở đây. Đồng này dương 2 sẵn rồi thì thôi nhé. Và biến sắt 2 thành sắt 3 ở đây thì cái E cho nó sẽ là đồng cho 2E. Sắt 2 cho 1E. Sắt 2 cho 1E, được chưa? Thế còn nhận E thì có này. Nhận luôn này. Chính cái E nhận này này, nitơ dương 5 nhận 0,0075 mol. Cộng với một thằng nữa nhận E đó là gì? Bạc từ Ag cộng xuống thành Ag0. Những thằng nào giảm là những thằng nhận. Như vậy bạn cộng thêm mol của bạc ở đây. Chúng ta thay ra thôi ạ. Đồng này thì sẽ là 2 lần của 0,05. Sắt 2 ở đây có 0,015. Thì bạn tìm được mol bạc không ạ? Mol bạc sẽ là 2 lần của 0,05 cộng 0,015 trừ đi 0,0075 thì bằng 0,1075. Như vậy là ta có bạc kết tủa và ta có cả AgCl kết tủa rồi, đúng không? Ta có tổng khối lượng kết tủa sẽ bằng 143,5 nhân với mol của nó là 0,05 cộng thêm bạc 108 nhân mol 0,1075 thì kết quả nó sẽ bằng 18,785 gram. Đó, như vậy thì đáp số của chúng ta trong chuyện này sẽ là A, 18,875 gram.